Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin tài sản và đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VinDirect. Tôi là Khôi Nguyên từ khối quản lý tài sản và sau đây tôi xin trình bày những thông tin và diễn biến chính về tình hình tài chính kinh tế trước giờ giao dịch ngày 17 tháng 7 năm 2021. Về thông tin thế giới, đà tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đã chậm lại trong quý 2 với người tiêu dùng vẫn do dự trong việc chi tiêu và các công ty gặp khó khăn với chi phí cho nguyên liệu tăng cao. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã phục hồi nhanh chóng từ đợt sụt giảm năm ngoái do dịch COVID-19 gây ra, nhưng tốc độ phục hồi này đang giảm dần với hoạt động chế tạo tăng chậm lại và nhu cầu tiêu dùng không tăng nhanh như mong đợi. Theo báo cáo mới nhất từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc NBS, GDP trong quý vừa kết thúc đã tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2020, giảm đáng kể so với mức tăng 18,3% trong quý 1. NBS cho biết kinh tế Trung Quốc tiếp tục phục hồi ổn định trong nửa đầu năm, song cũng cảnh báo còn nhiều yếu tố bất ổn bên ngoài và đà hồi phục kinh tế trong nước không đồng đều. Chi phí nguyên liệu tăng cao và gián đoạn vận chuyển đang là gánh nặng cho các nhà sản xuất. Hoạt động của nhà máy Trung Quốc gần đây suy yếu do tình trạng thiếu chất bán dẫn, vốn được sử dụng để sản xuất nhiều loại hàng hóa từ đồ điện tử đến ô tô. Tính riêng trong tháng 6, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng 8,3% và doanh số bán lẻ tăng 12,1%. Hai con số này đều thấp hơn nhiều so với tháng 5. Các nhà chức trách cho biết tỷ lệ thất nghiệp hiện tại khu vực thành thị là 5%, không thay đổi so với hồi tháng 5. Tuy nhiên, có những lo ngại rằng tỷ lệ thất nghiệp thực tế của nước này có thể cao hơn do một số lượng lớn lao động đang làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức. Tiếp theo, ngay khi COVID-19 xảy ra, các ngân hàng trung ương đã mua trái phiếu để trấn an trong bối cảnh các thị trường sụt giảm, nhà đầu tư đổ đi tìm chỗ trú ẩn an toàn và tiền mặt trở nên khan hiếm. Sau đó, khi câu chuyện trở nên rõ ràng rằng đại dịch sẽ gây ra suy thoái kinh tế và lạm phát sụt giảm, chính sách QE được trưng dụng để kích thích nền kinh tế. Nhưng hiện tại, thị trường tài chính lại hồi phục mạnh mẽ và lạm phát lại trở thành mối đe dọa. Tại Mỹ, nền kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ. Riêng trong tháng 6, Mỹ đã có thêm 850.000 việc làm. Tiền mặt trên phố Wall dư thừa đến mức hơn 750 tỷ đô được các ngân hàng thương mại gửi tại Fed New York thông qua các hợp đồng mua lại đảo ngược. Xét trong hoàn cảnh thị trường nhà đất Mỹ nóng, việc Fed tích cực mua số lượng lớn chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp không còn trở nên hợp lý. Từ sau khủng hoảng tài chính năm 2008, thế giới đã quen dần với khái niệm nới lỏng định lượng, quantitative easing hay còn gọi là QE, những chương trình mua trái phiếu với quy mô khổng lồ của các ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tranh luận gay gắt về tác động của QE lên thị trường tài chính và nền kinh tế toàn cầu. Với phe chỉ trích, những gói QE kỷ lục được tung ra trong đại dịch đã tiếp sức cho các chính phủ, trong khi khiến giá tài sản bị thổi phồng và làm gia tăng chênh lệch giàu nghèo. Ngược lại, bên ủng hộ cho rằng đó là một công cụ hết sức cần thiết đã được điều chỉnh để phù hợp với thực tế và ngày càng hiệu quả. Theo dự báo của JP Morgan, bảng cân đối kế toán của các ngân hàng trung ương ở các nước phát triển sẽ tăng trưởng khoảng 11.700 tỷ đô trong giai đoạn 2020 đến 2021. Tính đến cuối năm nay, quy mô sẽ lên đến 28.000 tỷ đô, tương đương 75% tổng giá trị vốn hóa các cổ phiếu trong chỉ số S&P 500. Tuy nhiên, các ngân hàng trung ương đang chuẩn bị rút lại các gói QE. Trên thế giới, một số ngân hàng trung ương đã bắt đầu thu hẹp chương trình mua lại tài sản. Bank of Canada đã giảm mua trái phiếu từ tháng 4 và ngân hàng trung ương Australia thông báo sẽ có động thái tương tự trong tháng 9. Trong khi đó, ngân hàng trung ương Anh gần đạt mục tiêu mua 1.200 tỷ đô tài sản và nhiều khả năng sẽ dừng QE khi đạt được cột mốc. Tháng 5, ngân hàng trung ương New Zealand cho biết sẽ không triển khai toàn bộ chương trình mua 70 tỷ đô tài sản như dự tính. Đồng thời, ngân hàng trung ương châu Âu cũng đang tranh luận về việc rút lại các biện pháp kích thích tiền tệ. So sánh với các ngân hàng trung ương khác, Fed vẫn dè dặt hơn. Tháng trước, chủ tịch Jerome Powell cho biết Fed đang bàn về chuyện thu hẹp kích thích, hay còn gọi là taper. Biên bản cuộc họp gần nhất cho thấy câu chuyện mới chỉ dừng lại ở chỗ các quan chức Fed nghĩ rằng điều quan trọng nhất là phải về vị trí tốt để tiến hành taper. Hầu hết các chuyên gia kinh tế cũng dự báo đến cuối năm Fed mới chính thức thông báo về taper. Thái độ thận trọng của Fed xuất phát từ những ký ức không mấy tốt đẹp năm 2013. Khi đó, thông báo taper của Fed đã khiến trái phiếu bị bán tháo trên diện rộng, giá đô tăng vọt và vốn ồ ạt bị rút khỏi các thị trường mới nổi. Và cũng chính thông báo rất thận trọng của ông Powell trong tháng trước cũng đã kéo theo một đợt xáo trộn nhỏ trên thị trường tài chính. Fed mới chỉ tuyên bố dự định tăng lãi suất 2 lần trước cuối năm 2023 nhưng cũng đã khiến một loạt đồng tiền mới nổi lao dốc. Chuyển sang phần thông tin trong nước, dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021 của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CIEM cho thấy mục tiêu GDP tăng trưởng 6,5% của chính phủ đặt ra sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thách thức để đạt được trong điều kiện kinh tế hiện tại. Theo ông Nguyễn Anh Dương, trưởng ban nghiên cứu tổng hợp của CIEM, bối cảnh kinh tế trong 6 tháng vừa qua không hề dễ dàng hơn so với năm 2020. Nền kinh tế toàn cầu hồi phục tốt nhưng không đồng đều khi các nền kinh tế phát triển hồi phục, còn các quốc gia đang phát triển lại hồi phục tương đối chậm. Hơn nữa, đòi phục kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức từ rủi ro bùng phát các đợt dịch mới, diễn biến lây lan nhanh các biến thể mới của COVID-19 khiến nhiều quốc gia áp dụng các biện pháp hạn chế đi trở lại. Cùng với đó, một số quốc gia còn chậm phổ biến tiêm chủng vaccine đi kèm rủi ro nợ và áp lực lạm phát. Theo Tổng cục Thống kê, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 5,64% trong 6 tháng đầu năm, riêng quý 2 tăng 6,61% so với cùng kỳ. Dù đòi phục tăng trưởng vẫn hiện hữu nhưng CIEM cho rằng việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cả năm 2021 ở mức 6,5% là rất thách thức. Trước tình hình đó, CIEM đưa ra hai kịch bản dự báo tăng trưởng kinh tế. Trong kịch bản lạc quan nhất, Việt Nam sẽ có thể kiểm soát được dịch bệnh vào tháng 8,
tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn thấp hơn mục tiêu chính phủ đề ra là 6,5%. Tuy nhiên, nếu đạt tăng trưởng 6,2%, GDP Việt Nam sẽ vượt chỉ tiêu Quốc hội giao 0,2%. Với kịch bản dịch bệnh được kiểm soát vào tháng 10, chậm hơn 2 tháng so với kịch bản lạc quan, tăng trưởng của Việt Nam được CIM dự báo ở mức 5,9%, thấp hơn 0,1% so với chỉ tiêu Quốc hội giao. Dù tốc độ tăng trưởng dự báo của Việt Nam tích cực so với khu vực, nền kinh tế trong 6 tháng cuối năm có thể tiếp tục hứng chịu những tác động từ rủi ro nội tại kinh tế cũng như thế giới khi vẫn còn nguy cơ bùng phát làn sóng COVID-19 tiếp theo, gây ra nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa. Vì vậy, khả năng kiểm soát dịch bệnh và tiêm chủng trong 6 tháng cuối năm sẽ là nhân tố ảnh hưởng mạnh mẽ tới tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tiếp theo, theo báo cáo đầu tư 2021 của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu dự kiến sẽ chạm đáy vào năm 2021 và phục hồi một phần với mức tăng khoảng 10-15%. Dòng vốn FDI toàn cầu năm 2020 đã giảm 35% xuống còn 1.000 tỷ đô, từ mức 1.500 tỷ đô năm 2019. Việc đóng cửa biên giới toàn cầu để đối phó với COVID-19 gây trì hoãn các dự án đầu tư và triển vọng suy thoái, khiến các doanh nghiệp đa quốc gia phải đánh giá lại các dự án mới. Sự sụt giảm trong vốn FDI nghiêm trọng hơn ở các nền kinh tế phát triển. Tại các nền kinh tế này, vốn FDI đã giảm tới 58%. FDI vào các nền kinh tế đang phát triển giảm ít hơn ở mức 8%. Các nền kinh tế đang phát triển hiện chiếm 2/3 tổng vốn FDI toàn cầu, tăng so với mức gần 1/2 trong năm 2019. Tác động của đại dịch đối với dòng vốn FDI toàn cầu tập trung vào nửa đầu năm 2020, khi tất cả các thành phần của FDI đều giảm. Số lượng dự án mới giảm kết hợp với sự trì hoãn trong hoạt động M&A đã dẫn tới dòng vốn đầu tư cổ phần giảm hơn 50%. Tuy nhiên, đầu tư mới vốn là hạng mục quan trọng với các nước đang phát triển, tiếp tục xu hướng giảm trong suốt năm 2020 và kéo sang quý đầu của năm 2021. Các khoản đầu tư mới vào công nghiệp và các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng mới ở các nước đang phát triển bị ảnh hưởng nặng nề. Xét về mặt địa lý, FDI giảm trên hầu hết khắp thế giới ngoại trừ châu Á. Dòng vốn FDI giảm không đồng đều các khu vực đang phát triển, hiện ở mức âm 45% ở Mỹ Latin và Caribbean và âm 16% ở châu Phi. Trong khi đó, dòng FDI đổ về châu Á tăng 4%, giúp châu Á chiếm một nửa tổng vốn FDI toàn cầu năm 2020. Mỹ vẫn là nền kinh tế tiếp nhận FDI lớn nhất thế giới, đứng thứ hai là Trung Quốc, tiếp theo là Hồng Kông, Singapore, Ấn Độ, Luxembourg, Đức, Ireland, Mexico, Thụy Điển, Brazil và Israel. Năm 2020, Việt Nam đứng thứ 19 toàn cầu, lần đầu tiên lọt vào top 20 thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 5 bậc so với năm 2019. Bởi thông tin các doanh nghiệp trong nước, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức và phát hành cổ phiếu từ nguồn quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. VPBank hiện có 2,53 tỷ cổ phiếu, trong đó 2,45 tỷ cổ phiếu đang lưu hành và 75 triệu cổ phiếu quỹ. Ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu tỷ lệ 80%, trong đó 62,15% để trả cổ tức bằng cổ phiếu và 17,85% phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu. Như vậy, VPBank sẽ phát hành thêm tối đa 1,9 tỷ cổ phiếu, tương ứng tăng vốn điều lệ thêm 19.700 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến là trong quý 3 và hoặc quý 4. Trước đó, tại Đại hội Cổ đông 2021, VPBank từng thống nhất không chia cổ tức năm nay, giữ lại toàn bộ lợi nhuận lũy kế để phục vụ hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Lãnh đạo cho biết ngân hàng chưa thể trình kế hoạch tăng vốn điều lệ, chia cổ tức trong năm nay bởi nếu tăng vốn, ngân hàng phải có sẵn trong tay lượng tiền tươi tóc thật thì mới có thể trình ngân hàng nhà nước thông qua. Tuy nhiên, thời điểm đại hội cổ đông diễn ra, các phương án bán 49% vốn FE Credit cho SMBC và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài đều chưa hoàn tất. Dòng tiền chưa có nên chưa thể trình phương án tăng vốn điều lệ. Được biết, thương vụ bán 49% FE Credit đem về cho VPBank khoảng 1,4 tỷ đô. VPBank cũng vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với thu nhập từ hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng 17% và doanh thu dịch vụ tăng đến 50%. Tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 đạt 23.100 tỷ đồng, tăng tới 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Và nếu tính riêng quý 2 thì mức tăng trưởng đạt 34,6% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ đóng góp lớn từ việc giảm chi phí vốn. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đã tăng tới 50% so với cùng kỳ năm 2020 nhờ đẩy mạnh hoạt động phát hành thẻ, dịch vụ bảo hiểm và thanh toán. Lãi thuần từ chứng khoán đầu tư tăng 1,6 lần so với nửa đầu năm 2020. Thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin tài sản và đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VnDirect. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và lắng nghe, và xin chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.